xin chào tất cả quý vị à, lời đầu tiên là cảm ơn chân thành tất cả quý vị đã lựa chọn kênh người dân đường quay âm lựa chọn giọng đọc của duy thuận cho những phút giây nghe chuyện của mình và mỗi người đến với kênh thì đều có một cái mục đích khác nhau có người thì yêu mến chuyện để nghe có người thì yêu mến giọng đọc của thuận có người thì nghe cho dễ ngủ à, có người thì chạy xe đường dài để nghe à, cho tập trung lái xe và nói chung là mỗi quý vị khán giả đến với kênh thì sẽ có một cái lý do khác nhau nhưng mà thuận nghĩ rằng chung quy lại thì quý vị cũng yêu mến thuận yêu mến kênh thì mới ghé và ủng hộ thuận trân trọng tình cảm đó rất là nhiều và nhờ sự ủng hộ của quý vị thì kênh mới càng ngày càng phát triển hơn và thuận và ekip thì cũng luôn cố gắng để tạo ra những cái tập truyện hay những cái sản phẩm chất lượng gửi tới cho tất cả quý vị nên mong rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu quý vị nhé và hôm nay thì thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả huỳnh thiên hương câu chuyện này thì nó không có quá nhiều yếu tố ma mị kinh dị nhưng nó lại là một cốt truyện rất là đời và thuận khá là thích cái cốt truyện này và câu chuyện này khá dài nên là thuận quyết định sẽ chia thành hai phần mỗi một phần dài khoảng một tiếng hai mươi phút nên là hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe toàn bộ cả hai phần tập truyện của tác giả huỳnh thiên hương này để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ủng hộ cho tác giả Huỳnh Thiên Hương nhé. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Chiều muộn, trên con đường vắng vẻ nhìn đâu cũng thấy cây cối, từng cơn gió thổi qua làm những ngọn cây liên tục ma sát với nhau, phát ra âm thanh sản sạt liên hồi một chiếc xe buýt đang băng băng chạy trên đường khi đến ngã tư liền chậm chậm dừng lại người tài xế tay vẫn còn đặt trên vô lăng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì trong xe là một nhóm học sinh mẫu giáo vừa kết thúc chuyến đi tham quan ở khu di tích lịch sử của mình hai cô giáo ngồi ở hàng ghế cuối cùng để dễ quan sát học sinh nhìn thấy xe đột nhiên dừng lại liền đứng lên phối hợp vô cùng nhẹ nhàng một người phụ trách chấn an bọn nhỏ một người đi lên chỗ tài xế để tìm hiểu tình hình cô giáo phụ trách chấn an học sinh bắt đầu kể chuyện để thu hút sự chú ý của bọn trẻ còn người tài xế chỉ là tay lái mới trong ngành nên vẫn đang miệt mài tìm hiểu nguyên nhân sau một hồi mày mò cuối cùng người tài xế cũng phải chịu thua mà gọi cứu viện đến cũng may là xe của bọn họ đã sắp ở thành phố nên nhà xe sẽ nhanh chóng đưa một chiếc xe khác đến để đưa bọn nhỏ về, còn chiếc xe bị hỏng thì chỉ có thể nằm lại chờ sửa chữa mà thôi. Trên xe được lắp hệ thống máy lạnh, động cơ xe dừng thì tất cả thiết bị trên xe cũng không còn hoạt động. Không gian bên trong kín như bưng, khiến đám nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thế vậy hai giáo viên đành phải đưa mọi người rời khỏi xe. Đường vắng tanh, Trời bắt đầu tối dần khiến hai giáo viên chẳng dám lơ là một giây nào. Sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì cuộc đời bọn họ cũng xem như chấm dứt. Ở cuối hàng, đứa bé gái ôm trong tay con gấu bông màu hồng đang bị thứ gì đó thu hút sự chú ý. Đợi đến lúc giáo viên nhận ra thì không ai biết đứa nhỏ đã đi mất từ lúc nào. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một chút ánh sáng dẫn đường hai giáo viên mắt đỏ hoe chạy khắp nơi tìm kiếm ở phía bên kia bé gái mà mọi người đang chạy khắp nơi tìm kiếm đang đứng cùng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc dù đêm đã xuống cảnh vật xung quanh đã sớm không thể phân biệt được đâu với đâu nhưng nhìn những ngọn cỏ cao hơn đầu người đang mạnh mẽ đung đưa trong gió cũng đủ biết sự sinh trưởng của nó tốt đến nhường nào nơi đây không hề bị ảnh hưởng của việc đô thị hóa giống như con người chưa từng đặt chân đến đây vậy chính vì thế mà khi nhìn thấy có một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ở đây bé gái đã ngay lập tức bị thu hút người phụ nữ bước đi trên đôi giày cao gót được đính rất nhiều viên lấp lánh ở phía trên cô ta bước từng bước chậm rãi giống như đang tản bộ vậy nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có điều gì đó rất khác thường những nơi cô ta bước qua cây cỏ đều đột nhiên héo úa, không còn đủ sức chống đỡ thân mình, khiến những ngọn cỏ bắt đầu đổ rạp xuống từng lớp. Đối với bé gái, những thứ đang diễn ra trước mắt giống như một màn ảo thuật vậy. Trong lòng nó chẳng có một chút đề phòng hay sợ hãi gì. Người phụ nữ chậm rãi đi về phía nó, cô ta giơ tay chạm vào một bông hoa dại gần đó. Bông hoa lập tức héo rũ. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến hành động của cô ta Bông hoa bị ngắt xuống vốn đã không còn vẻ đẹp tự nhiên ban đầu Ngược lại còn khiến cho khung cảnh hiện tại càng thêm quái dị Cô ta cầm bông hoa héo đi đến trước mặt bé gái Trước con mắt hiếu kỳ đang nhìn chăm chăm vào mặt mình Cô ta đặt bông hoa lên đầu bé gái Sau đó thì quay lưng rời đi lúc hai giáo viên vẫn còn đang hoang mang không biết phải nói với phụ huynh của học sinh như nào thì bé gái đã tự động quay trở lại trên tay nó ngoại trừ con gấu bông còn có thêm một bông hoa đã chết khô vô cùng kỳ lạ giáo viên vừa mừng vừa giận hỏi em đi đâu vậy tại sao không nói cô biết bé gái chỉ tay về hướng nó vừa đi ra nói còn gặp được một chị gái vô cùng xinh đẹp còn đẹp hơn cả mẹ con nữa đứa nhỏ vừa dứt lời thì nhiệt độ xung quanh liền hạ thấp một cách chóng mặt mấy người lớn đứng bên cạnh theo phản xạ liền nhìn giáo giác xung quanh ai cũng lành hết cả sống lưng không hẹn mà cùng nhau lẩm bẩm câu nằm mô a di đà trong miệng xe thay thế nhanh chóng đến đón đám nhỏ rời đi ở ngã tư nhanh chóng chỉ còn lại ba người bao gồm cả người tài xế lái xe thiếu kinh nghiệm khi nãy. Tại trần ai cũng luống cuống hết cả lên, thậm chí một giây nào đó trong đầu họ còn xuất hiện suy nghĩ bỏ của chạy lấy người. Để không bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cả ba lao đầu vào làm việc. Điều mong ước lớn nhất chính là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó, những cơn gió đêm bắt đầu nổi lên, chiếc váy trắng khẽ tung bay trong gió. Người phụ nữ từ bao giờ đã đứng trên nóc xe đưa mắt nhìn theo hướng chiếc xe đã rời đi từ sớm kia, khóe môi đột nhiên nâng lên để lộ nụ cười vừa ma mị lại vừa u ám. Khoảnh khắc người phụ nữ xoay người, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ ban đầu đã thay đổi thành dáng vẻ lãng tử tuấn tú của một người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông liếc mắt nhìn ba người đang điên cuồng làm việc bên dưới. Chớp mắt một cái liền theo cơn gió tiếp theo biến mất không dấu vết. Mà ngay khoảnh khắc người đàn ông rời đi, chiếc xe buýt đột nhiên tự động, khiến cho người thợ sửa đang chúi dưới gầm xe hoảng hốt lăn ra ngoài. Ba người đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề cấp thiết chính là thành công rời khỏi nơi khỉ ho cỏ gái này. Chẳng ai nói ai, ba người nối đuôi phóng lên xe rồi nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Bên trong phòng ngủ có diện tích nhỏ nhưng được trang trí vô cùng xinh đẹp. Châu đứng nép sau cửa sổ, lợi dụng rèm cửa mà che khuất thân người. Trên gương mặt cô chứa đựng sự hoảng sợ tột độ. Xuyên qua khung cửa sổ, cô hít mắt nhìn ra khoảng trống trước sân nhà. Ở đó, một người bị bao trùm bởi bóng đêm rất nhanh chóng đã xuất hiện trong tầm mắt của Châu. Cô sợ hãi cắn chặt môi không để cho bản thân phát ra tiếng nức nở. Bàn tay đang giữ lấy rèm cửa cũng không nhìn được, run rẩy kịch liệt. Người kia đứng ở đó, không hề có ý định trốn tránh, cũng chẳng sợ bị ai phát hiện. À cứ như vậy mà từng bước đi thẳng vào trong. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường. Nhưng trong đêm tối thì chẳng thứ gì có thể thấy được rõ ràng Nhưng dù vậy Bên tay Châu vẫn liên tục truyền đến tiếng cười khắc khắc Như đang chế nhạo sự ngu dốt của cô Xen lẫn trong đó còn có tiếng ken két của một thứ kim loại sắc bén Đang bị kéo lê trên mặt đường Bối Đứa con gái 5 tuổi của Châu giật mình thức dậy vì những âm thanh lạ Nó ngước mắt nhìn thấy mẹ mình đang đứng bất động ở cửa sổ với gương mặt vô cùng sợ hãi Trên tay vẫn không buông con gấu bông màu hồng yêu thích Nó bước xuống giường đi đến bên cạnh mẹ Lên tiếng hỏi Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng Khiến Châu giật thót tim Nhưng giây sau cô lại nhìn đứa con gái với ánh mắt Chứa đầy sự thương xót Châu ngồi xổm xuống ôm lấy con gái của mình xét chặt nó trong lòng giống như đây là lần cuối cùng bọn họ được ôm nhau vậy. đứng trước câu hỏi của con gái, cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. chỉ biết rằng tất cả những chuyện đã xảy ra đều là lỗi của cô. kìm nén sự xúc động của mình, cô nói: mẹ đã nằm mơ thấy mình đã làm chuyện có lỗi với bối, cho nên mẹ rất buồn và cảm thấy có lỗi. bối bị mẹ ôm chặt nên có chút khó chịu nhưng khi nghe mẹ nói là cảm thấy có lỗi liền đưa cánh tay nhỏ nhắn vòng ra phía sau lưng nhẹ nhẹ vỗ vỗ để an ủi giống như lúc nhỏ mẹ vẫn hay vỗ về nó vậy xong thì nói bố ấy không trách mẹ đâu bố thương mẹ lắm tất cả chỉ là mơ mà thôi bầu không khí vô cùng xúc động nhanh chóng bị phá vỡ bởi một âm thanh lớn bên ngoài như một phản xạ có điều kiện trâu buông con gái ra nhanh chóng chạy đến khóa trái cửa lại. Nhưng ngay khi cô vừa quay người định chạy lại chỗ con gái, cánh cửa vậy mà lại bị người bên ngoài dễ dàng mở ra, giống như cái khóa kia chỉ dùng để trang trí vậy. Châu đùn lẩy vậy, cả người như bị điểm huyệt mà đứng bất động tại chỗ, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn. Đừng, đừng, đừng làm như vậy, đừng làm hại con gái của tôi khuôn mặt sợ hãi cùng những lời cầu xin xuất phát từ một người phụ nữ nhỏ nhắn yếu đuối chắc chắn sẽ khấn bất kỳ người nào ở phía đối diện cũng phải mùi lòng nhưng với điều kiện người đối diện phải là người người phụ nữ với thân mình cao lớn làn da tái nhợt cùng nụ cười kéo dài đến mang tai và hơn hết cánh tay trái dài ngoằng cùng với những ngón tay sắc bén dài gần cả mét như đang sẵn sàng đâm xuyên cơ thể người kia không thể nào là thuộc về một con người được con quỷ liếc mắt nhìn châu rồi lại nhìn sang bối nó cúi người chui qua cánh cửa phòng bóng đèn treo trên trần bị nó đụng một cái liền tắt vú cả căn phòng lập tức chìm vào trong màn đêm mờ ảo con quỷ hạ thấp tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống hai con người thấp bé đột nhiên bật cười một cách khó hiểu căn phòng với diện tích gần hai mươi mét vuông bất giác lại trở nên nhỏ bé khi đem so với thân hình của con quỷ kia ả à, đưa cánh tay gớm ghiếc của mình lên nói thời hạn đã hết ta đến để lấy linh hồn của cô sau câu nói đó con quỷ đột nhiên há lớn miệng để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn châu như bị cuốn vào trong cái họng gớm ghiếc đó vô cùng hoảng sợ đưa mắt nhìn về phía con gái Tầm mắt Châu xuyên qua người bối Dường như đã nhìn thấy thứ gì đó Cô cắn chặt răng Rồi ôm đầu ngồi sụp xuống tại chỗ Miệng liên tục lặp lại ba từ Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi Khoảnh khắc nhìn thấy cánh tay của con quỷ hướng về phía của bối mà giơ lên Trong đầu Châu liền hiện lên một câu hỏi Nếu biết trước kết cuộc là như này Thì lúc đó cô có làm như vậy hay không? Nhưng mà ở đời một khi đã nhắc đến hai chữ nếu như thì chính là không thể cứu vãn được nữa. Trở lại thời điểm của vài ngày trước, 4 giờ chiều, Châu sau khi làm xong việc thì chạy đến trường học đón con gái. Ngồi trên xe, đứa nhỏ vô cùng vui vẻ kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nó còn không quên nhắc nhở cô về ngày hội mẹ và bé sắp tới, khiến cô phải dùng đến 200% đảm bảo thì nó mới yên tâm được. Vừa về đến trước cửa thì nụ cười trên môi châu ngay lập tức biến mất. Trước mặt cô là hai người phụ nữ, cùng vài thanh niên mặt mũi bặm trợn, cả người xăm trổ. Nhìn qua liền biết không phải là người tốt lành gì. Châu vừa dừng xe thì đã bị mấy người họ vây quanh. Bối chẳng biết có chuyện gì nhưng nó đã được giáo dục rất tốt nên khi thấy có người đến liền khoanh tay nói. Con chào cô chú, Duyên mặc trên người một chiếc váy đỏ chói lóa, nhưng nổi bẩn bật trong mắt người khác lại là chiếc bông tai lớn kéo phần dái tai của cô ta xuống một đoạn. Ban đầu trên mặt Duyên đều mang biểu cảm không hài lòng, nhưng lời chào của bối khiến mọi lời nói của cô ta phải nuốt ngược vào trong, mỉm cười đáp lại. Cô chào con. Châu cũng nhìn ra được bọn họ không muốn khiến trẻ con có những ấn tượng không tốt, nên liền nhanh chóng phối hợp theo. Cô cầm chiếc cặp nhỏ đưa cho bối rồi thấp giọng dặn dò. Con à, đi vào trước cho Lily ăn cơm nhé. Buổi sáng mẹ để lại ít thức ăn lắm nên sợ nó bị đói. Bối bước xuống xe, ngoan ngoãn cầm cặp sách rồi chạy vào trong nhà. Vừa thấy cánh cửa nhà đóng lại, sắc mặt của cả đám người liền nhanh chóng thay đổi. Duyên đặt tay lên đầu xe của Châu rồi hỏi. Rồi sao? trước đó không phải đã hứa trước 12 giờ trưa hôm nay sẽ đem tiền qua sao? cô sống ở mỗi giờ nào mà không phân biệt được thời gian vậy? triệu liếc mắt nhìn mấy thanh niên bên cạnh một cái căng thẳng nói à, tôi vẫn nhớ lời hẹn mà nhưng công ty sau dịch có nhiều vấn đề lắm lương nhân viên cũng nợ 2-3 tháng rồi chưa có đưa cô đáng lới lới giúp tôi thêm thời gian nữa đi nào lương về thì tôi sẽ chạy qua đưa liền mà Người phụ nữ áo vàng đứng bên cạnh là Phương, em gái của Duyên. Tính cách thì vô cùng nóng nảy, mắt lúc nào cũng để trên lông mày. ăn nói thì không kiêng rẻ trước sau, đặc biệt là đối với người đang dưới cơ mình. Vừa nghe thấy Châu lại muốn hẹn thêm thời gian, liền lớn tiếng nói. Này, tiền cô xài là tiền, còn tiền của tụi tôi xài là lá cây à? Lúc mượn tiền sao không ăn nói khúm núm vậy đi? Mà giờ đến đòi tiền thì như rùa rụt cổ, hết lý do này đến lý do kia. Một tháng ba mươi ngày thì cô có hẳn hai mươi chín cái lý do để nói hả? À? Và lại, cô tưởng đám này là đồ ngu à? Tụi tôi đã biết hết chuyện của cô rồi nhá. Châu nghe Phương nói biết hết chuyện thì có chút trột dạ. Nhưng vẫn nghĩ là cô ta nói vậy chỉ để chặn đầu cô mà thôi, nên không mấy để tâm. Thấy Châu lại định lý do lý chấu. Duyên trực tiếp vạch mặt mà nói Tụi tôi biết cô bị đuổi việc từ lâu rồi Không làm việc thì lương ở đâu ra Tiền cô phải đền bù cho công ty kia cũng không phải là ít đâu Lấy hết lương của cô bù vào Còn chưa thấm thía gì Chứ nói chỉ đến việc nhận lương Châu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Duyên Cô không nghĩ bọn họ lại biết rõ chuyện của cô như vậy Vốn dĩ cái cớ công ty nợ lương Đã được dùng rất tốt nhưng sợ lại bị vạch mặt như vậy khiến cô như bị dồn vào đường cùng không còn cách nào đành phải nói thật thì uh, tôi cũng đang tìm cách xoay tiền mà chưa ai đâu lại muốn thiếu nợ không trả cô xem tôi vẫn còn ở đây chưa có trốn đâu ba ngày cho tôi thêm ba ngày thôi đảm bảo với cô là lần cuối cùng phương thì không muốn cho châu thêm cơ hội nào nữa nhưng duyên thì lại quyết định cho cô thêm ba ngày để thanh toán hết số nợ một lần. Trước khi rời đi, Duyên còn không quên để lại một vài lời cảnh cáo. Nếu sau ba ngày mà tiền vẫn chưa thấy tới tay, chồng cô sẽ là người tôi gọi điện đầu tiên. Sau đó chính là người môi giới chuyên cung cấp đào cho những ông lớn. Với vẻ ngoài của cô, chắc chỉ vài lần thì đã đủ trả nợ rồi. Tôi cũng vì cô mà hết tình hết nghĩa rồi đấy nha. Châu biết những lời duyên vừa nói không phải là đe dọa nếu sau ba ngày cô không mang tiền đến thì những lời đó chắc chắn sẽ thành sự thật phương là người miệng nhanh hơn não lời nói ra thì cay độc nhưng lại nhát không có dám làm ra chuyện gì quá ồn ào còn duyên thì ngược lại cô ta không to tiếng không chửi thề nói tục nhưng lời cô ta một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được phương đứng bên cạnh sau khi nghe duyên nói xong liền bảo sao cô không đến học hỏi huyền vài chiêu đi cô ta hình như mới vớ được một mẹ cá to hay gì mà đã trả hết số nợ của mình rồi đã vậy còn rất nghênh ngang đắc ý biết đâu cô ta sẽ cứu được cô lần này đấy sau khi nói xong những lời muốn nói đám người của duyên kéo nhau rời đi châu đứng tại chỗ thận người nhớ lại lần đầu cô tìm đến duyên để vay tiền một câu nói của cô ta đã khiến châu nhớ mãi Tôi đã dám cho cô mượn tiền Thì chắc chắn sẽ có cách để đòi lại Nhớ lấy Châu dắt xe đi vào trong Tâm trạng của cô hiện tại giống như một quả bóng vừa được thổi phồng Nhưng vừa được thả lên thì liền đụng phải một nhánh cây nhọn Chọc một phát liền nổ một cái bùm rồi rơi xuống Đi vào trong nhà Ngó thấy bối đang cho mèo ăn ở nhà bếp Sợ con gái nhìn thấy nét mặt buồn bã của mình Thì lo lắng liền đi tới chỗ phòng khách giả vờ tưới cây để điều chỉnh tâm trạng. Cô khẽ thở dài một tiếng, khi nãy nói ba ngày chỉ là để đối phó nhất thời. Giờ đối diện với hiện thực cô mới bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong ba ngày, dù có bán thân cũng chưa chắc kiếm được 300 triệu. Cô làm sao có thể trả hết số nợ đó được chứ? Nghĩ tới cảnh phong chồng cô biết được mọi chuyện, cô thực sự không dám nghĩ đến chuyện phía sau. Lúc cưới nhau cả Châu và Phong đều có công việc riêng của mình, mỗi người đều có một mức thu nhập nhất định. Vì vậy hai người đã thống nhất với nhau, tiền của Châu thì để lo việc lớn, còn tiền của Phong thì để lo việc nhỏ. Mỗi tháng Phong đưa cho cô 10 triệu để chi tiêu và mua sắm trong nhà. Tiền học của Bối thì lại được anh đưa riêng. Tiền đám tiệc và cả tiền nấu ăn khi có bạn bè đến nhà cũng là do anh chi. Còn tiền của Châu thì để lo việc lớn như ốm đau bệnh hoạn. Một năm cô cũng chỉ chi ra khoảng hai ba lần gì đó để kiểm tra định kỳ cho cha mẹ và bối. Số tiền bỏ ra cũng chẳng có bao nhiêu nên cô cũng tích góp được một số tiền lớn trong khoảng tiết kiệm. Thế nhưng, Châu là một người trong ngoài không đồng nhất. Mặt ngoài thì cô tỏ ra là một người đảm đang hiền hậu, lo cho chồng, lo cho con từng ly từng tí, nhưng bên trong cô lại là người có tính đua đòi, thích hành hòe nói xấu người khác, lại thêm cái tật thích khoe khoang và không xem ai ra gì. Cũng may cho cô là Phong, là một người đàn ông có tính cách đơn giản, biết nhường nhịn và sẻ chia, nếu không thì sợ mối quan hệ này không đi xa được đến vậy. Châu có một đám bạn học chung đại học mà đến giờ vẫn chơi chung, không hề thân thiết giống như những nhóm bạn khác bọn họ chỉ đơn giản là gặp nhau ăn uống gì đó rồi bắt đầu khoe khoang về cuộc sống của mình mà thôi nhà châu cũng không phải là khá giả gì không đến mức khắc khổ nhưng cũng không phải loại dư giả muốn mua gì thì mua đi đâu thì đi nhưng tính châu thì lại thích canh đua và hay khoe khoang về cuộc sống viên mãn được chồng chiều chuộng đến mức không để cô làm bất cứ việc gì không biết là bắt đầu từ ai mà cuộc gặp gỡ mỗi tuần của bọn họ lại biến thành đại hội khoe của. Có lúc là một sợi dây chuyền ngọc trai mấy triệu, có lúc là một chiếc túi sách hàng hiệu mấy chục triệu, hay một chuyến đi lịch vài ngày ở nước ngoài lên tới vài trăm triệu. Châu rất canh tị vì cô không có được những thứ đó. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và phải cống hiến hơn 10 năm ở đó thì mới có được mức lương 8 chữ số. Với số tiền đó, Cô cũng không thể chi tiêu bậy bạ Vì chẳng ai biết tương lai Có việc gì cần dùng đến hay không Nhưng sau nhiều lần khiêu khích của bản thân Châu đã bắt đầu đi vào con đường Không có lối thoát Cô mua sắm vô tội vạ Ăn uống thì đi tới những chỗ sang trọng Ra ngoài thì quần là áo lụa Túi sách giày dép càng mua càng đắt Lúc nào cũng đa dáng mình là người giàu có và sang trọng không biết từ bao giờ châu đã không còn mua thứ cô dùng được nữa mà cô chỉ mua thứ cô khoe được mà thôi cho đến một tháng trước trong một lần đi cà phê cùng đám bạn châu vô tình gặp được một người thanh niên với vẻ ngoài vô cùng nổi bật người này tự giới thiệu bản thân là sinh viên mới ra trường và đang có một dự án muốn làm nhưng lại thiếu vốn đầu tư châu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường in ấn sắp xếp tài liệu thì cô biết chưa dự án gì đó cô nào có kinh nghiệm cho nên khi nghe giới thiệu như vậy cô đã rất ngưỡng mộ và ngay lập tức rơi vào lưới tình với chàng sinh viên có tư tưởng lớn này toàn bộ suy nghĩ lúc đó của châu đều đã bị sự rung động của trái tim làm lu mờ chẳng những phản bội phong cô cũng đã không ít lần hẹn gặp mặt và lên giường với chàng trai kia nhưng đời thường không như mơ Lần cuối cùng khi châu cùng chàng trai trong mơ của mình gặp mặt Lúc trở về nhà Cô mới nhận ra toàn bộ số tiền trong tài khoản Cùng sổ tiết kiệm của mình đã không cánh mà bay Khi châu tìm gặp Huyền Người cũng đang có cuộc tình nhanh như chớp với một chàng sinh viên Để hỏi về chuyện này Thì mới tá hỏa nhận ra Người bạn đó cũng bị lừa giống như mình Hóa ra bọn họ đều là cùng một ruột với nhau Chuyện bị lừa hết tiền Châu đâu có dám nói với chồng Vì điều đó chẳng khác nào cô trực tiếp Nói với chồng mình Là mình đã có nhân tình bên ngoài Lúc không có chuyện thì thôi Đến lúc có chuyện thì lại đến Một cách tới tấp khiến cô chẳng kịp phản ứng Cha cô ngã bệnh Cần phải làm một cuộc phẫu thuật Tiền thì đã mất hết Không còn cách nào cô đành phải tìm đến Duyên Để vay tiền Sau đó không lâu thì đến chuyện ở công ty vì số tiền lãi ở chỗ duyên ngày càng tăng lên, khiến Châu lúc nào cũng phải suy nghĩ cách kiếm tiền. Bởi vậy mà cô đã bị công ty đối thủ mua chuộc để tuồn thông tin nội bộ ra bên ngoài. Là một người làm công việc sắp xếp tài liệu, đã vậy còn cống hiến hơn 10 năm ở đó. Cô rất dễ tiếp cận với những thông tin mật mà chỉ có những cấp trên mới được biết. Trong một lúc Châu dường như đã bị ma quỷ sai khiến mà làm theo những lời phía đối thủ nói nhưng kế hoạch đã không suôn sẻ khi cô bị phát hiện thông tin còn chưa kịp tuồn ra ngoài thì cô đã nhận được quyết định đuổi việc đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày nợ chồng nợ của châu bối cho mèo ăn xong lúc đi ra phòng khách thì thấy châu đang đứng tưới cây có điều chậu cây đã bị tưới đến mức ngập nước nước tràn qua miệng chậu chảy xuống sàn nó chạy đến nắm lấy tay cô đúng lúc kéo cô khỏi dòng suy nghĩ sắp chạy đến chân trời nào. Lúc này cô mới nhận ra được vũng nước dưới chân, tay ôm đầu trông vô cùng mệt mỏi. Thở dài một hơi rồi chạy đi tìm đồ lau dọn. Thấy mẹ có vẻ mệt mỏi nên đứa nhỏ không để mẹ phải phiền lòng. Nó đi vào phòng lấy đồ từ trong tủ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ngang qua bàn học, nó đi tới trước một bình hoa Bàn tay nâng lên khẽ chạm vào bông hoa cắm trong bình Nhỏ giọng nói Hôm nay hình như mẹ rất mệt mỏi Đám người kia có phải là người xấu không? Hình như mẹ không thích những người đó Nhưng tại sao lúc nói chuyện với họ mẹ vẫn cười vậy? Nói xong bối sách theo quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa Xong thì mang tập ra phòng khách Vừa học bài vừa quan sát mẹ mình Châu nhìn thấy đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy thì cảm thấy rất an à ủi. Nhưng giờ cô lại không có đủ tâm trạng để cười. Thầy đã sắp đến giờ chồng mình về nhà. Châu bỏ qua mọi công việc tưới cây. Sắn tay áo lên đi vào nhà bếp để chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay tăng ca bất chợt nên phải đến hơn 8 giờ Phong mới trở về nhà. Bối thì đã được Châu cho ăn cơm trước từ lúc sớm. Lúc anh về đến nhà thì đứa nhỏ đã lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi. Trong lúc Châu đang hầm nóng đồ ăn dưới bếp, bối đã xuống giường chạy đi tìm cha nói rằng hôm nay mẹ hình như bị bệnh. Chẳng những mất tập trung và còn thường xuyên thở dài. Trong lúc nấu ăn cũng làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Phòng nghe con gái nói vậy thì cũng rất lo lắng. Trong bữa cơm thi thoảng lại liếc mắt quan sát biểu cảm của Châu. Thấy cô đúng thật có vẻ mệt mỏi, không giống như bệnh mà giống như trong lòng có nhiều tâm sự, liền lên tiếng hỏi. Sao nhìn em mệt mỏi quá Ở chỗ làm có chuyện gì hả Châu đang lờ đắng Cắn cắn đầu đũa Nghe phòng hỏi thì khựng lại một hồi rồi mới nói Nà, "Ờ, Mấy này nhiều việc quá ấy mà Phòng vẫn chưa biết chuyện Châu đã nghỉ làm Buổi sáng hơn 6 giờ Anh đã ra cửa Mà ở công ty của cô thì đến 9 giờ Mới bắt đầu làm việc Cho nên sau khi cô đưa bối đến trường Rồi vòng qua chỗ làm thì vẫn còn dư ra một khoảng thời gian. Cũng vì lẽ đó, anh đâu biết được sau khi mình rời nhà, thì người vợ tưởng chừng như đang đầu tắt mặt tối giữa việc nội trợ và công việc, lại dành thời gian hàng tiếng đồng hồ để ngồi hết quán cà phê này đến quán cà phê nọ. Chuyện này không thể trách Châu được, vì nếu cô cứ ở nhà thì thể nào cũng bị mấy người hàng xóm tò mò qua hỏi chuyện, thì chuyện cô bị đuổi việc cũng chẳng mấy chốc sẽ tới tai của Phong và ngọn nguồn của mọi chuyện cũng sẽ bị phơi bày. Đối với một người xem trọng mặt mũi như Châu, thì chuyện đó thật sự rất nghiêm trọng. Nghe Châu nói công việc bận, Phong rất lo lắng, cô không cân bằng được mà làm ảnh hưởng sức khỏe, nên đã đề nghị thời gian này để mẹ anh qua phụ giúp việc đưa rước bối. Châu nghe anh nói muốn mời mẹ chồng sang thì đứng hết cả tim, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói bản thân không sao, khi nào lo không xoẻ thì sẽ nhờ phòng nghe châu nói vậy thì cũng tạm thời bỏ qua việc gọi mẹ mình đến ăn cơm xong anh nói cô cứ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm việc dọn dẹp cứ để mình lo cô cũng đang không có tinh thần nên nhanh chóng đồng ý rồi rời khỏi nhà bếp tối đó nằm trên giường mà châu không cách nào ngủ được chỉ trong ba ngày trừ khi là cô may mắn trúng xổ số chứ cô thật sự không nghĩ ra được cách nào có thể kiếm được số tiền đó. Mà nếu số cô may mắn thì đã không bị đẩy đến bước đường này rồi. Tiếng thở dài nặng nề trong không gian tĩnh lặng như được phóng đại gấp nhiều lần. Chầu lò sẽ khiến Phong thức dậy, sau đó lại bị anh hỏi những chuyện liên quan đến công việc, thì không xong nên nhanh chóng giấu nhẹm đi tiếng thở dài của mình. Ngày lúc đó trong đầu độ cô đột nhiên nhớ đến lời Phương đã nói vào buổi chiều. Sao cô không đến học hỏi kinh nghiệm của Huyền đấy? Cô ta hình như mới vớ được một mẹ cá to hay gì mà đã trả hết số nợ của mình rồi. Đã vậy còn rất ngây ngang đắc ý. Biết đâu, cô ta sẽ cứu được cô lần này đấy. Huyền là một trong những người bạn thân nhất của Phương. Trong nhóm bạn giàu bằng thực lực thì chỉ có hai người là giàu giả dối mà thôi. Huyền vẫn chưa có gia đình nên cái bẫy kia cô ấy nhúng sâu hơn cô rất nhiều. Số tiền bị lừa lên tới hơn một tỷ, đã vậy còn là tiền của cha mẹ cô ấy đưa để dùng cho việc sửa nhà. Trước đó Huyền còn tuyệt vọng bảo rằng nếu không trả lại được số tiền đó, chắc cô ấy phải nhảy cầu mất. Huyền cũng thiếu tiền duyên, cả nợ gốc và lãi cũng đã vượt xa con số một tỷ từ lâu. Nhưng hôm nay Phương lại nói cô ấy đã trả hết nợ. Châu thẩm nghĩ không lẽ may mắn lại tìm đến Huyền nhanh vậy sao? đúng lúc nợ ngập đầu thì lại trúng số chưa nói huyền câu được mẹ cá to con nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến so với cô ấy thì cô đẹp hơn rất nhiều nếu câu được thì cũng là cô chứ không phải cô ấy nghĩ mãi không ra châu ngồi dậy cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện qua cho phương nhưng điện thoại gọi qua được rồi thì lại không nghe rõ được thứ gì nguyên nhân là vì âm thanh ở bên kia như đang được vặn lên cực đại châu cũng đã vài lần trải nghiệm qua bầu không khí đó chính là ở trong vũ trường thấp thoáng bên tai là tiếng alo alo liên hồi của huyền nhưng cô biết trong hoàn cảnh đó dù cô có chửi cha mắng mẹ huyền thì cô ấy cũng không thể nghe được dù không thể nói gì nhưng cuộc điện thoại này cũng đã khiến cho châu thêm tin tưởng vào những lời phương nói một người đang nợ ngập đầu mấy hôm trước còn nói sẽ nhảy cầu nếu không trả hết nợ mà giờ lại có tâm trạng vui vẻ ở trong vũ trường được sao? Chắc chắn là Huyền đã tìm được cách trả hết số tiền kia, nên cô ấy mới yên tâm tận hưởng như vậy. Châu nhìn màn hình điện thoại đã hết thời gian chờ và tắt từ lâu. Trong đầu nghĩ ngày mai sẽ đến chỗ của Huyền để hỏi rõ thực hư là như thế nào. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày. 6 giờ 30 thì Phong đã rời khỏi nhà. 8 giờ hơn thì Châu chờ con gái đi đến trường học sau khi nhìn thấy con gái an toàn đi vào trong trường thì lái xe chạy qua nhà của huyền đúng là hay không bằng hên cho vừa đậu xe trước cổng nhà huyền thì đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên trong nghiêng đầu nhìn vào thì nhận ra đó là bà chủ nhà của huyền người phụ nữ này nổi tiếng nhất là chiêu sư tử hống bình thường thì không sao nhưng chỉ cần chậm trả tiền tối đa ba ngày thôi thì đến cả cụ tổ của dòng họ đi đầu thai từ đời nào cũng bị bà ta kéo lên mà hỏi thăm sức khỏe vừa nhìn thấy bà ta lại thêm cái giọng điệu tranh chua kia châu đang nghĩ mình có nên trở về nhà hay không nếu không sợ là với vận may của cô thế nào cũng bị vạ lây cho xem nhưng cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng trong đầu vậy mà không xảy ra sau tiếng gọi thứ ba của bà chủ nhà cuối cùng thì cửa nhà của Châu cũng mở ra. Nhìn bộ dạng kia cũng đủ biết tối qua cô ấy đã tận hưởng như thế nào. Lớp trang điểm đậm lè trên mặt vì tư thế ngủ mà lem luốc khắp nơi, mặt chưa tẩy trang quần áo cũng chưa thay. Đứng cách cửa cả đoạn mà Châu hình như còn ngửi được cái mùi rượu phát ra từ người cô ấy. Bà chủ nhà năm nay đã hơn 60, là người sống theo tư tưởng cũ. Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Huyền thì trên mặt liền hiện ra hai chữ phán xét to đùng. Bà ta đến đây ngoài việc thu tiền thì cũng không có chuyện gì khác. Nhìn khí thế có thể thấy nếu như hôm nay Huyền không thể đưa tiền thì chắc chắn sẽ không yên. Bà chủ nhà đứng lui ra sau để cứu lại khấu giác sắp bị hung chết của mình vì mùi rượu ủ qua đêm trên người Huyền. Lên tiếng nói. Trong cuộc đời cho thuê nhà của tôi thì chưa bao giờ để cho người ta thiếu đến ngày thứ tư đâu. Vì cô thuê lâu nên tôi đã phá lệ cho cô nợ thêm cả tuần rồi. Bây giờ thì tính sao đây? Huyền vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nghe giọng nói thì híp híp mắt để nhìn xem người đối diện mình là ai. Đến khi nhìn rõ liền khoát tay nói. Đợi một chút rồi đi vào trong. Thấy dáng vẻ không xem ai ra gì của Huyền khiến bà chủ nhà xém chút đã chửi thề. Nhưng lại thấy Huyền có vẻ tự tin nên đành nhịn lại. Trên mặt hiện lên biểu cảm. Nếu dám lừa bà thì bà sẽ cho đẹp mặt. Huyền đi vào trong rất nhanh đã trở ra. Vừa thấy thứ cô ấy cầm trên tay thì cả bà chủ nhà và Châu đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Trong tay Huyền là một sấp tiền toàn tờ 500 mới toanh. Cô ấy đứng ở cửa đếm một lượt hơn 50 tờ rồi đưa qua cho bà chủ nhà nói trả luôn một năm sắp tới chỉ khỏi mắc công đi tới đi lui nữa cầm trên tay sắp tiền nặng trịch bà chủ nhà lập tức thay đổi sắc mặt đối với bà ta chỉ cần có tiền thì cái gì cũng dễ nói chuyện hơn thế bà ta định dở chiêu lật mặt huyền liền quanh ngoắt bảo còn có việc rồi đóng cửa đi thẳng vào nhà thái độ đầy hách dịch kia của huyền vậy mà không làm bà ta cảm thấy khó chịu. Lấy được số tiền ngoài dự kiến, khiến bà ta vui như chảy hội. Vừa đi vừa cười toe toét khiến mấy người hàng xóm cũng phải giật mình. Lần này thì Châu đã thật sự tin rằng Huyền đã câu được mẹ cá lớn. Cô nhanh chóng chạy xe vào trong rồi gõ cửa gọi người. Huyền vừa đi vào còn chưa kịp rửa mặt, đã nghe thấy tiếng gọi cửa. Vô cùng bực bội quay ngược ra ngoài. Nhưng nhìn thấy người đứng bên ngoài là Châu thì sự bực tức cũng nhanh chóng biến mất huyền mở cửa kéo châu vào nhà còn làm ra vẻ như không muốn ai biết chuyện mà đóng cửa kéo rèm lại châu thấy hành động của huyền liền biết cô ấy đang muốn nói gì đó với cô nên trước mắt không vội hỏi mà định đi tới phòng khách tìm chỗ ngồi ai ngờ đâu vừa bước đến chỗ phòng khách thì cô đã bị một đống đồ hàng hiệu dọa sợ trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ không lẽ Huyền túng quẫn đến mức để ăn trộm đồ để bán sao? Huyền từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên tay vẫn còn cầm miếng bông tẩy trang. Nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ trên mặt của Châu, khóe môi hơi nhếch lên. Biết cô lo lắng cái gì liền nói. Không phải đồ ăn trộm đâu, bà đợi chút tôi lấy cái này cho bà xem. Nghe Huyền nói thế, Châu mới nhận ra biểu cảm của bản thân đã quá lộ liễu cười ngượng một cái rồi đi đến ghế ngồi xuống huyền đi vào nhà vệ sinh làm nốt các bước tẩy rửa trong lúc chờ đợi châu hiếu kỳ cầm mấy túi đồ dưới đất lên xem thử không chỉ ở dưới đất mà cả trên bàn và trên ghế ngồi đều chất đầy những túi đựng có nhãn hiệu vô cùng đắt đỏ sở dĩ châu biết rõ điều đó vì cô đã dùng hàng giờ liền để đọc và xem hàng trăm sản phẩm đắt tiền để không trở nên rốt đặc khi nói chuyện với những người bạn trong nhóm Giống như chiếc túi sách mà cô đang cầm trên tay Chỉ lớn chừng lòng bàn tay Không thể đựng đủ một chiếc điện thoại Nhưng lại có giá lên tới 300 triệu Một cái túi này thôi cũng đủ để trả hết số nợ kia của cô rồi Mà ở đây không chỉ có một Mà là rất nhiều thứ giống như thế này Nếu như không phải là một người có kinh tế dư giả dạ, Thì sẽ không bao giờ Mua mấy thứ chỉ để ngắm như này đâu." Rất nhanh Huyền đã trở lại phòng khách, cô ấy cầm theo một cái túi vải to, đặt cái bịch lên bàn. Đến khi mở ra liền khiến Châu kinh ngạc đến mức không ngậm được mồm lại. Bên trong vậy mà lại là tiền, từng cọc từng cọc 500 ngàn được bọc lại cẩn thận. Nhìn sơ qua còn tưởng đâu là tiền chuẩn bị cho một vụ trao đổi bắt cóc nào đó đấy chứ. Châu trợn to mắt, có chút sợ hãi hỏi: Tiền ở đâu ra vậy? Bà đừng có nói với tôi là... Huỳnh không trả lời, ngược lại hỏi cho một câu hỏi mang theo ý tứ sâu xa không rõ. Bà có muốn có tiền nhiều giống như này không? Châu theo bản năng gật đầu, thứ cô muốn nhất bây giờ chính là tiền. Thậm chí trước đó cô còn nghĩ đến việc trộm đồ vì cho rằng chỉ cần một chiếc túi ở đây thôi cũng đủ trả hết món nợ kia mà huỳnh bây giờ thì không thiếu một hai cái như này nhưng sau khi thấy huỳnh có ý muốn chia sẻ cách kiếm tiền cho mình thì liền cảm thấy vô cùng xấu hổ với những suy nghĩ vừa rồi huỳnh đương nhiên nhìn ra được ý định của châu làm bạn bao nhiêu năm rồi không nhìn ra được chút ý tứ này thì thật sự không đáng làm bạn huỳnh lấy cái túi nhỏ trên đùi của châu xuống cũng đem cái túi tiền bỏ qua một bên cười nói không cần phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy tôi sẽ chỉ cách cho bà không chỉ là bấy nhiêu chỉ cần bà muốn thì tài sản ngang với tỷ phú thế giới cũng được trước đó không nói với bà vì không biết cách này có hiệu quả hay không chúng ta là bạn thân lâu như vậy làm sao tôi có thể tự mình phát tài được chứ châu nghe nói vậy liền vô cùng hào hứng gấp không đợi được hỏi cách gì vậy Tôi thật sự sắp bị đám người của Duyên ép đến đường cùng rồi. Sau ba ngày không đưa tiền thì họ sẽ nói với Phong mọi chuyện. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Huỳnh lấy tay đập đập vài cái lên đùi châu, thấp giọng an ủi. Đừng có lo, giờ chúng ta đã được cứu hết rồi. Bà xem thử cái này đi. Huỳnh cầm điện thoại đưa đến trước mặt châu. Bên trên là giao diện của một trang web tâm linh bí ẩn Màu chủ đạo của trang web là đen và đỏ Khiến người xem có cảm giác rằng Chỉ cần kéo xuống một chút Thì sẽ thấy những hình ảnh kinh dị đáng sợ Huỳnh thao tác vài bước trên thanh tìm kiếm Cuối cùng hiện ra được một bài viết Được đăng tải vào 4 năm trước Đập vào mắt Châu là lời giới thiệu Chẳng khác gì mấy tay buôn hàng đa cấp Bạn muốn giàu nhưng không muốn lao động Hãy làm theo chỉ dẫn của tôi chắc chắn sẽ đem lại kết quả ngoài sức mong đợi của bạn đúng như những gì châu nghĩ lượt thích và bình luận cũng chỉ lẹt đẹt mấy cái nhìn sơ qua cũng thấy được là độ tin cậy không được cao những câu slogan kiểu như vậy nếu là cô thì cô cũng nhanh chóng lướt qua dù nông cạn nhưng cô vẫn biết được một điều trên đời này phải làm thì mới có ăn không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn bám mà thôi huỳnh đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi bà có nghe về con quỷ ở ngã tư đường bao giờ chưa châu không chút do dự lắc đầu cái lắc đầu này của châu cũng đã nằm trong dự tính của huỳnh cô ấy không hề tỏ ra khó chịu ngược lại rất bình tĩnh giải thích mọi chuyện cho châu nghe theo những gì huỳnh tìm hiểu thì con quỷ ở ngã tư là một câu chuyện truyền miệng có từ rất lâu giống như các con quỷ ở những câu chuyện kinh dị khác con quỷ ở ngã tư đường cũng từng là con người Sau một biến cố xảy ra Nó đã bị kẹt lại ở đó Và phải liên tục thực hiện những thỏa thuận Như một lời nguyện kéo dài đến vô tận Chuyện kể lúc còn sống Con quỷ đó là một người gian manh xảo trá Tính cách tự cao không xem ai ra gì Một ngày nọ trong một lần gặp gỡ Nó đã vô tình xúc phạm đến một nhà sư Chỉ vì người này đứng hóa duyên trước cửa nhà nó Chẳng những vì hành động của nhà sư như một kẻ ăn mày, còn mắng ông là một kẻ lừa đảo. Và bán bộ tín ngưỡng và vị thần Phật, ông đang thờ phụng. Nhà sư không cảm thấy giận vì hành vi mắng chửi mình của nó, nhưng lại không chấp nhận việc tín ngưỡng của mình bị xúc phạm. Hơn nữa, là người có khả năng nhìn thấu nội tâm người khác, ông sớm đã nhìn ra nó là một người có tính cách vô cùng xấu xa bản thân may mắn được thừa hưởng phức đức của người trước nhưng lại không biết trân trọng ỉ vào tiền tài địa vị hiện tại mà đè đầu cưỡi cổ người khác để dạy cho nó một bài học nhà sư đã cho nó thấy năng lực của mình sau khi khiến nó tin tưởng ông liền cùng nó thực hiện một thỏa thuận thỏa thuận vô cùng đơn giản chỉ cần trong vòng một tháng mỗi ngày nó đều đến cửa chùa để tháp nhang thì sau 30 mươi ngày nhà sư sẽ cho nó một điều ước với những gì đã chứng kiến về sức mạnh của nhà sư nó đã nhanh chóng đồng ý nhưng với tính cách của nó thì chỉ mới kiên trì được mười bữa nó đã hoàn toàn tức giận vì những suy nghĩ tiêu cực cho rằng nhà sư chỉ muốn khiến nó xấu hổ mà thôi chính vì vậy nó đã đến trước cửa chùa nhưng thay vì thắp nhang theo thỏa thuận vì nó lại đập vỡ bát hương còn cả gan châm lửa đốt chùa nhưng trời cao có mắt gió đổi hướng khiến nó không kịp chạy đi cuối cùng phải bỏ mạng khi chạy đến ngã tư người ta nói trong vụ cháy đó toàn bộ lớp da trên người nó đều bị thiêu rụi vì vậy mà con quỷ ở ngã tư đường không có hình dạng nhất định nó có thể là một người phụ nữ trẻ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp có thể là một bà cụ mặt mày nhăn nheo đáng sợ cũng có thể là một người đàn ông tuấn tú lịch lãm mỗi khi được triệu hồi con quỷ sẽ xuất hiện với nhân dạng là thứ mà người triệu hồi mong muốn có được hoặc mong muốn được trở thành ban đầu con quỷ bị nhà sư trừng phạt tội đốt chùa bằng cách bắt nó phải thực hiện mong muốn tốt đẹp của mọi người khiến nó phải làm những việc mà nó từng dùng tiền bắt người khác phải làm cho nó nhưng hai mươi năm sau đó nhà sư vì tuổi cao đã qua đời trước khi rời đi Ông đã kịp thành lập một lời nguyện, bắt nó phải tiếp tục thực hiện nguyện vọng của mọi người. Nhưng đã là quỷ thì trong tâm đã có sẵn sự độc ác và xảo trá, nó đã dùng toàn bộ sức mạnh ngay lúc đó để phá bỏ lời nguyện, nhưng vì không đủ sức mạnh nên chỉ có thể khiến lời nguyện xuất hiện một vết nứt. Cho đến hiện tại, vẫn không ai biết vết nứt mà nó đã tạo ra kia có tác dụng gì. Vì sau lần đó đã không có ai nghe về con quỷ ở ngã tư thêm lần nào nữa nhà sư qua đời không còn ai có đủ khả năng để kiểm giữ con quỷ đó lại cho nên việc triệu hồi nó trở thành nghi thức nguy hiểm nhất trong tất cả các nghi thức triệu hồi quỷ nhưng trong lúc tuyệt vọng huyền vậy mà lại tìm được cách triệu hồi con quỷ kia nhờ vậy mà cô ấy đã có được một khoản tiền lớn đủ để trả nợ và giúp cô sống một cuộc sống như bà hoàng nghe huỳnh kể xong châu mới nhận ra hóa ra được cứu theo cách của cô ấy chính là thực hiện các nghi thức triệu hồi một con quỷ mà người có thể áp chế con quỷ đó thì đã đi đời nhà ma từ lúc nào châu mặt lộ vẻ nghi hoặc một phần lo mười phần sợ hỏi cách này liệu có ổn không huỳnh liếc nhìn châu một cái tay chỉ vào cái túi đựng tiền dưới chân hỏi. Vậy bà có cách nào kiếm tiền nhanh hơn sao? Nếu như để chồng bà biết những chuyện kia, đừng nói là gia đình nhỏ ba người của bà, dòng họ hai bên cũng sẽ nhìn bà với ánh mắt khinh thường và rẻ biểu. Bà muốn như vậy sao? Chậu đang đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ấp úng mãi vẫn chẳng nói được thành câu. Tôi tôi Huỳnh biết rõ bạn của mình là một người chỉ được cái mạnh miệng nên không muốn ép buộc cô. Bàn tay đặt lên vai khẽ vỗ vỗ mấy cái rồi bảo. Bà cứ tự tử suy nghĩ, khi nào quyết định muốn làm thì gọi cho tôi, tôi sẽ chỉ cách cho bà. Châu gật đầu đồng ý, lúc ra đến cửa liền quay đầu hỏi. Lúc thực hiện nghi thức, con quỷ kia không yêu cầu bà đưa gì cho nó sao? Huỳnh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu chắc nịch nói Không có yêu cầu gì hết Nó chỉ bảo thỏa thuận đã được hoàn thành mà thôi Có lẽ do đã quá lâu rồi không có ai triệu hồi Nên nó cảm thấy cô đơn Cho nên nó muốn dùng sự thiện trí của mình Để gặp được nhiều người triệu hồi hơn chăng Châu lắc đầu tỏ vẻ Cô cũng không biết rõ Nói thêm vài câu thì nhanh chóng rời đi Nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi lo không tên lúc nghe huỳnh kể về con quỷ kia châu đã rất sợ hãi và do dự nhưng ngược lại thì huỳnh lại vô cùng thoải mái khi nói về điều đó có lẽ vì cô ấy đã nhận được một kết quả tốt nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng sẽ như vậy trên đường từ nhà huỳnh rời đi châu đã có hơn ba lần quay đầu muốn hỏi mượn huỳnh tiền để trả nợ cô biết hiện tại đó chỉ là con số nhỏ đối với cô ấy mà thôi nhưng sau khi nghĩ lại mới nhận ra Mọi thứ đều có vay, có trả Dù cho Huỳnh đang có rất nhiều tiền Nhưng không có nghĩa là cô ấy muốn cho cô mượn Dù sao, nếu như thật sự mượn thì trong thời gian ngắn Cô không có cách nào trả lại được Hơn nữa điều đó cũng có thể sẽ dẫn đến một kết cuộc không tốt Cho mối quan hệ bạn bè lâu năm của hai người Một phần trong châu cảm thấy vô cùng sợ con quỷ kia có thật sự là chỉ cần triệu hồi con quỷ lên, nói ra mong ước thì sẽ được thực hiện không? Con quỷ kia thật sự vì cô đơn, nên chỉ muốn được triệu hồi lên như lời Huỳnh nói sao? Hay nó đang đợi điều gì đó, thứ sẽ giải thoát nó khỏi lời nguyện kia? Châu nghe nói quỷ thường ăn linh hồn, nếu như con quỷ muốn lấy linh hồn của cô thì sao? Có tiền mà không có mạng thì cũng như không thôi. Đoạn đường từ nhà Huỳnh đến nhà Châu chỉ mất chừng 10 phút chạy xe. Nhưng trong 10 phút đó Châu đã có hơn 3 lần xém xảy ra tai nạn. Vì cô mãi suy nghĩ về những gì đã nghe được ở nhà của Huỳnh. Cô thuận lợi chạy xe vào trong nhà mà không gặp bất kỳ người hàng xóm nào. Cũng đỡ được khoảng phải giải thích lý do vì sao giờ này mà còn ở nhà. Châu vừa mở cửa vào Đã bị một sinh vật đen nhẹm bám lấy bắp chân cô mà kêu gào Cô không cần nhìn cũng biết là gì Buổi sáng lúc ra ngoài cô đã quên đổ thức ăn cho nó Bởi vậy mà sự chào đón này không phải là vui mừng Mà là đang cáo trạng Châu đi tới cái bát nhỏ gần đó Đổ ra một ít thức ăn rồi nhỏ giọng kêu meo meo hai tiếng Thứ đen nhẹm kia chính là một con mèo muôn Được bối đặt cho cái tên rất kêu là Lily. Cả người nó được bao phủ bởi một lớp lông đen tuyền, nhìn vô cùng mướt mắt. Đã vậy, con mắt cũng hoàn toàn là một màu đen. Lúc mới mang nó về nuôi, để tránh dẫm phải, Châu còn đặc biệt đeo cho nó một cái vòng phát quang. Lily chỉ mới sinh được mấy tháng, đeo lên người còn chẳng cảm nhận được chút sức nặng nào. Có đồ ăn rồi thì Châu cũng được buông tha. Cô mệt mỏi đi đến ghế trong phòng khách ngồi xuống đầu óc lần nữa chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi đột nhiên reo, khiến Châu giật bắn người. Cô lấy ra xem thử, thì thấy số gọi đến là một số hoàn toàn xa lạ. Theo thói quen cho rằng đó là số điện thoại của mấy người lừa đảo, nên định cúp máy. Nhưng ngón tay lại vô tình ấn vào nút nhận. Bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc, khiến Châu cũng hơi ngờ ngờ Nghe thêm một hồi mới nhận ra, đó là giọng của Phương. Phương gọi đến làm Châu phải lập tức tính toán xem hôm nay là ngày thứ mấy, xác định vẫn chưa đến ngày hẹn với thở phào một hơi, xem như không có gì mà hỏi. Có chuyện gì vậy, còn chưa qua 24 tiếng nữa, không lẽ cô định mỗi ngày đều gọi qua nhắc nhở sao? Phương bên kia cười khẩy một tiếng đáp. Cô nghĩ tôi rảnh như cô à Mỗi ngày đều gọi kiểm tra Chị tôi thì dễ nói chuyện Nhưng tôi thì không đâu Tôi thừa biết Dù có cho cô một tháng Thì cô cũng chẳng thể trả được mớ nợ đó Huống chi là ba ngày Cô chẳng qua chỉ là muốn đối phó với chúng tôi mà thôi Châu bị vạch trần cũng không hề nao núng Phương chắc chắn không rảnh rối đến mức gọi sang đây Chỉ để nói rằng cô không có tiền trả cô ta chắc chắn đã lên kế hoạch cho một điều gì đó nên mới gọi điện. Đúng như những gì Châu nghĩ, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Phương đã nói tiếp. Tôi có một giao dịch, cô có muốn làm không? Nếu như hoàn thành, tôi sẽ cho cô mượn tiền trả cho chị tôi trước, không lấy lãi, cho cô hai năm để trả hết số tiền đó. Còn có chuyện tốt như vậy? Châu thẩm nghĩ, cô không hề cảm thấy vui mừng ngược lại có chút cảnh giác mà hỏi cô muốn gì không thể nào cô lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy được phương ngừng lại một chút rồi nói tôi biết cô là vì cặp với trai trẻ xong bị tụi nó lừa nên mới đổ nợ nếu cô đã ngoại tình thì chắc cũng chẳng còn yêu thương gì anh phong nữa đâu phải không vậy thì cô để anh ấy lại cho tôi đi châu không tin vào những gì mình vừa nghe liền lên tiếng hỏi lại cô đang nói cái gì vậy phương dường như không nhận ra những gì mình nói có gì không đúng vẫn rất tự tin mà nói ra suy nghĩ của mình anh phong là người tốt tôi đã đổ anh ấy từ lần đầu gặp mặt rồi tôi thừa biết cô chẳng yêu thương gì anh ấy chẳng qua vì ảnh là người tốt tính lại hay chiều chuộng cô nên cô mới chịu kết hôn với ảnh mà thôi chứ một người không thạo việc nhà kiếm tiền cũng không giỏi cũng chẳng đẹp hơn ai bây giờ lại còn gây ra một rắc rối lớn như vậy tôi nghĩ nếu để anh phong biết con người thật của cô là như thế nào thì anh cũng chẳng dám tiếp tục sống với cô đâu hai mươi mấy năm sống trên đời lần đầu tiên châu nghe được chuyện nực cười như vậy tiểu tam trực tiếp gọi điện cho chính thất để kêu chính thất nhường chồng mình cho tiểu tam nếu không phải còn đang nợ tiền bên đó châu nhất định sẽ phun một ngụm nước bọt rồi kéo cả họ nhà Phương ra để chơi. Cô chậm giọng nói. Cô nghĩ cũng hay thật đấy. Tiền tôi sẽ tìm cách, nhất định không trả thiếu một đồng hay trễ một ngày nào. Còn Phong, anh là chồng của tôi. Dù không yêu thì tôi cũng sẽ không đưa ảnh cho cô. Đừng có nằm mơ nữa. Châu nói xong thì cúp máy luôn, không để cho Phương có cơ hội nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào. Qua giọng nói cho thấy châu vẫn rất bình tĩnh trước những lời đánh giá của phương về mình nhưng vừa ngắt máy thì cô đã tức đến sôi máu chẳng thèm nghĩ nhiều mà mạnh tay quăng điện thoại ra xa cảm thấy vô cùng mệt mỏi châu ngả người ra phía sau mắt nhìn lên trần nhà đột nhiên nghĩ đến việc có khi nào phong cũng có suy nghĩ giống như phương không mặc dù phong tỏ ra rất yêu thương châu không gây áp lực nhiều cho cô trong chuyện nội trợ cũng như chuyện con cái cô không làm thì anh sẽ làm chưa bao giờ cằn nhằn cô một câu nào nhưng những thứ đó có phải là chiều chuộng hay không giờ nghe phương nói xong cô lại nghĩ đó là thể hiện của việc không tin tưởng vì không tin tưởng nên không yêu cầu cô bất kỳ điều gì vì không tin tưởng nên mới tự mình đảm đương mọi việc cho nên anh có thật sự yêu cô hay không đó chính là suy nghĩ hiện tại của châu điều đó khiến cô càng thêm lo lắng khi nghĩ việc phong sẽ sớm nhận ra bộ mặt phía sau của cô sau một buổi sáng đầy sóng gió cả ngày hôm đó châu cứ như một người mất hồn buổi chiều còn quên luôn thời gian đến trường rước bối cứ nghĩ những lời phương đã nói chỉ để khiêu khích châu thôi thế nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự kiên định của cô ta Sáu giờ chiều thì Phong tan làm về nhà. Hôm nay không có tăng ca, nên bối cũng không ăn cơm trước mà ngoan ngoãn ngồi học bài, trong khi chờ cha về. Trong một tuần thì chỉ có vài ngày cả nhà mới được cùng nhau ăn cơm. Lúc thì cô tăng ca, khi thì anh tăng ca. Cũng may là nhà mẹ của Phong cũng ở gần đây, nên thì thoảng sẽ chạy qua chạy lại phụ giúp. Bởi vậy mà hôm nay Phong đặc biệt vui vẻ trong suốt bữa ăn cứ nói nói cười cười suốt còn rất chu đáo giúp bối gỡ xương cá lột vỏ tôm ăn cơm xong thì hai cha con kéo nhau ra phòng khách ngồi xem phim còn châu thì đi tắm rửa vì hai cha con cùng xem nên phong không giống như mọi ngày bật thời sự mà tìm một bộ phim hoạt hình được đa số bọn nhỏ yêu thích cả hai đang chăm chú xem thì bối đột nhiên hỏi cha ơi Phản bội là gì vậy? Phong nghe thấy bối hỏi vậy, liền tò mò hỏi lại. Tại sao con lại hỏi như vậy? Ai nói con biết cái đó? Hôm nay ở trường học, bạn Hải đã không chơi với bạn Nam nữa. Trong giờ đá bóng, bạn ấy cũng không chung đội với bạn Nam luôn. Hải nói là do Nam đã phản bội cậu ấy, nên cậu ấy không muốn chơi với Nam nữa ạ. À? Vậy phản bội là gì ạ? À? Phòng nghĩ nghĩ trong đầu hồi lâu Anh đang cố gắng tìm cách lý giải dễ hiểu nhất cho con gái nghe vấn đề mà nó đang thắc mắc Đột nhiên anh nhìn thấy một hình ảnh trên truyền hình Liền lấy điều khiển bấm dừng lại Chỉ cho bối xem xong rồi nói Con nhìn xem Đó chính là sự phản bội Bạn mèo với bạn chuột rõ ràng trước đó vẫn còn là bạn bè với nhau Nhưng khi bị bạn chó đuổi bắt Bạn mèo đã mang bạn chuột ra chắn cho mình hãy bạn chuột bị bắt đi phản bội chính là chúng ta làm những việc khiến cho người yêu thương của mình mất đi sự tin tưởng đối với bản thân chúng ta khiến họ đau lòng và không còn yêu thương ta nữa phản bội là một đức tính rất xấu còn sau này không được làm như vậy có biết không tại sao vậy ạ à? vì một khi đã mất niềm tin rồi thì mối quan hệ giữa hai bên cũng mất đi không cách nào cứu vãn được nữa phong vừa dứt lời thì điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên sau khi đổ một hồi chuông dài thì những tin nhắn cũng bắt đầu gửi đến phong nhíu mày nhìn nhưng không hề có ý định đến đó xem thử mặc dù người bên kia dường như rất gấp gáp châu vừa mới từ phòng tắm đi ra thấy vậy liền lên tiếng hỏi có chuyện gì vậy anh ở chỗ làm xảy ra chuyện gì sao mà điện thoại cứ reo liên tục vậy Phòng lắc đầu thấp giọng nói Anh không biết người đó là ai Nhưng mà cứ liên tục gọi điện nhắn tin Anh chặn cuộc gọi thì lại bắt đầu nhắn tin Chặn số này thì đến số khác Không biết là ai rảnh rỗi vậy nữa Đúng là không biết điều mà Châu nghe phòng nói vậy thì liền ngờ ngờ Nghĩ đến người kia là ai Cô đi tới nhìn thử để xác nhận suy nghĩ của mình Đúng như anh nói Có rất nhiều số lạ gọi đến cho anh tất cả đều bị anh chặn lại, ngoại trừ số vừa nhắn tin khi nãy. Trong một đống số điện thoại lạ kia, rốt cuộc Châu cũng tìm thấy số điện thoại mà Phương đã gọi đến cho cô vào buổi sáng. Cô ta đúng thật là không đùa, không khuyên được cô, thì ngay lập tức đổi mục tiêu sang phong. Lật tin nhắn ra xem, tất cả đều là những lời tỏ tình mùi mẫn, không có một chút lòng tự trọng hay liêm sỉ nào cứ như chỉ cần phong gật đầu một cái thì cô ta sẽ lập tức chạy đến đá cô bay ra khỏi nhà vậy không thể nhìn được cảnh người phụ nữ khác tán tỉnh chồng mình châu giả vờ nói có thứ cần mua liền đi nhanh ra ngoài châu đi đến một chỗ vắng vẻ cách xa nhà lấy điện thoại ra tâm trạng như lửa đốt mà gọi điện cho phương bên kia vừa bắt máy cô đã không nhìn được lớn tiếng mắng Cô có phải là thèm đàn ông đến điên rồi không? Trước đó không phải tôi đã nói không được rồi sao? Cô còn không có liêm sỉ nhắn tin kiểu vậy cho chồng người ta. Cô có biết xấu hổ không hả? Bị nói là không có liêm sỉ, nhưng Phương Lệ không hề tức giận, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ sự phẫn nộ này của Châu. Trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười đắc ý mà Châu không thể thấy được, nói: "Xấu hổ?" người như cô mà cũng nói được câu đó. Sao cô không tự ngẫm lại xem mình đã làm được gì cho anh Phong rồi? Tôi không có thời gian đôi co với cô đâu. Cô có biết cái gì gọi là mưa dầm thấm lâu không? Tôi chính là muốn dùng cơn mưa tình yêu của mình để cảm hóa trái tim mù quáng của anh Phong đấy. Đợi đến khi trong mắt anh đã có tôi rồi thì tôi sẽ nói cho anh nghe, bộ mặt thật của người vợ mà anh đang hết lòng hết dạ yêu thương ảnh nhất định sẽ thất vọng đau lòng và suy sụp lúc đó tôi sẽ đến bên cạnh chăm sóc an ủi và yêu thương cô nghĩ chỗ đứng lúc đó của cô là ở đâu châu bị những lời miêu tả của phương về tương lai dọa sợ không ngừng tự hỏi mình câu hỏi kia của phương chỗ đứng lúc đó của cô là ở đâu dù ở đâu thì chắc chắn cũng không phải ở bên phong và bối Châu dần mất đi sự cứng cỏi của mình, khổ sở lên tiếng. Rốt cuộc, cô muốn sao đây? Tưởng rằng Châu đã từ bỏ, Phương chậm rãi lên tiếng. Tôi thích anh Phong nên sẽ không từ bỏ anh. Nhưng tôi có thể hy sinh danh dự của mình để cô được vinh quang rời đi. Tôi sẽ giúp cô từ một người có lỗi trở thành nạn nhân. Cô có thể mang theo con gái nhỏ của mình, rời đi với sự thương cảm của mọi người khi đã lỡ kết hôn với một người đàn ông phụ bạc. Phương vừa dứt lời thì đầu xe bên kia liền truyền đến điệu cười chăm chọc của Châu. <laughs> Vẫn như lời trước đó, cô nghĩ hay lắm. Cô nghĩ Phong sẽ chấp nhận một người phụ nữ không có tự trọng nhảy sổ vào gia đình của người khác như cô sao? Không cần cô giúp tôi trở thành nạn nhân, vì tôi nhất định sẽ trả xong món nợ đó và tiếp tục sống cuộc sống được chiều chuộng yêu thương của mình châu nói xong thì nhanh chóng cúp máy nhưng cô không trở về nhà ngay mà đứng yên ở đó một hồi lâu thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó đến khi có một chiếc xe chạy ngang vì thấy có người đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm khiến tài xế giật mình bóp kèn cũng nhờ vậy mà châu mới sực tỉnh lại trong đôi mắt cô ánh lên một tia quyết tâm lớn lao tưởng chừng có thể rời được cả núi châu mở khóa điện thoại gọi đến số điện thoại bản thân đã liên lạc hơn ngàn lần. trong căn nhà thuê chứa đầy đồ hiệu, Huyện nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn lên màn hình TV. nhưng chiếu ở trên đó không phải là một bộ phim mà là hình ảnh được camera ghi lại ở trước cửa nhà. gần đây huyền luôn có cảm giác bản thân bị ai đó theo dõi cho đến tối qua cô ấy đã nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ của người đó đó là một người đàn ông rất cao lớn gã luôn xuất hiện vào những lúc huyền không để ý đến khi cô ấy nhận ra và nhìn lại thì chẳng thấy người đâu nữa huyền cho rằng người đó đang để ý đến tài sản của cô ấy có lẽ là một tên biến thái hoặc là một kẻ trộm vì lẽ đó huyền đã cho công ty chuyên về thiết bị giám sát đến lắp đặt vài cái camera trong nhà để đề phòng. Thật ra vào lúc 6 giờ Huyền có cuộc hẹn với nhóm bạn toàn là công tử tiểu thư mà cô ấy mới vừa quen được. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì cô ấy đã nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng giữa đường và nhìn thẳng về hướng của mình. Trong lòng vô cùng sợ hãi, cô ấy đã trở vào nhà khóa hết tất cả các cửa, sau đó bật camera và hệ thống báo trộm lên. Ngay lúc Huyền đang quan sát trước cửa nhà thì nhận được cuộc gọi của châu dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của châu huyền nhỏ giọng hỏi bà quyết định xong rồi phải không châu bên kia vô cùng kiên định đáp lại ờ tôi suy nghĩ xong rồi bà chỉ cho tôi đi làm sao để triệu hồi được con quỷ đó huyền ngay lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc nói bà nghe cho kỹ những gì tôi nói rồi làm theo bắt đầu từ kết thúc cuộc điện thoại của Huyền và Châu thì đã là chuyện của 30 phút sau đó. Phải nói chuyện liên tục khiến cổ họng Huyền vừa khô vừa rát. Cô ấy liếc mắt nhìn qua camera, xác định không có gì bất thường thì đứng dậy đi tìm nước uống. Huyền ở trong bếp chọn qua chọn lại, cuối cùng vẫn chọn thức uống yêu thích nhất của mình sau khi đổi đời, rượu vang. Đến cả ly uống rượu cũng là loại cao cấp được tuyển chọn cẩn thận rượu được rót ra ly chỉ nhìn hình thức thôi cũng đã thấy ngon rồi một tay cầm ly rượu theo thói quen lắc lắc vài cái tay còn lại thì cầm cả chai rượu theo sợ rằng đêm nay cũng không say không về đang thư thả đi đến phòng khách ánh mắt huyền vô tình nhìn qua cửa sổ hướng thẳng ra cổng nhà gã đàn ông cao lớn kia vậy mà lại dám theo dõi cô ấy về tới tận cửa ban đầu chỉ là một chút cảnh giác nhưng giờ thì cô ấy thật sự sợ hãi huyền đi nhanh đến phòng khách định lấy điện thoại gọi cho công an lối cuối người cầm điện thoại trên bàn lên ánh mắt vô tình liếc nhìn qua màn hình tivi của cô ấy ngay lập tức cứng lại trên màn hình vẫn là khoảng sân rộng quen thuộc vẫn là bờ tường đã bị phủ một lớp rêu do mùa mưa kéo dài hơn một năm vẫn là cánh cổng chóc sơn mà mỗi lần đóng mở lại phát ra âm thanh ken két chói tai nhưng tuyệt nhiên không có gã đàn ông kia huyền cẩn thận ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài lần nữa gã kia vẫn đứng bất động như tượng ở đó nếu không phải cô vô tình nhìn qua thì không biết gã sẽ đứng ở đó đến bao giờ cho rằng camera có vấn đề huyền không nhìn được mắng trong lòng một chàng cho hạ giận dù hiện tại bản thân có rất nhiều tiền nhưng đã trao đi lòng tin mà nhận lại đổ bỏ vẫn khiến cô ấy không hề vui vẻ điều buồn cười hơn chính là từ chiều đến giờ cô ấy vẫn luôn ngồi ở đó để quan sát bên ngoài với niềm tin nếu bất kỳ ai xuất hiện cô ấy sẽ nhanh chóng biết được huyền cầm điện thoại lên đứng nép ở rèm cửa một bên quan sát gã đàn ông phòng khi gã bỏ đi trước khi công an đến nhưng bên kia vừa có người bắt máy Thì Huyền đã bị tiếng gọi vọng vào Làm giật bắn người Liếc mắt nhìn ra thì phát hiện Đó là bà ba Hàng xóm bên cạnh thường qua nhờ cô ấy Nạp tiền điện thoại vào Cái điện thoại cục gạch của bà Huyền trợn mắt kinh ngạc Lo sợ gã bên ngoài sẽ làm hại bà Nhưng trong tầm mắt của cô ấy Hiện lên khung cảnh vô cùng kỳ lạ Gã đàn ông đứng như ma nơ canh ở đó đến cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn qua bà ba mà bà ba đứng ở cửa gọi huyền cũng như không nhìn thấy gã đàn ông kỳ lạ kia vậy trong đầu huyền đột nhiên nghĩ đến gì đó cô ấy đi tới phòng khách nhìn lên màn hình tivi lần nữa chờ nhìn rõ thứ trên màn hình nháy mắt cô ấy như chết lặng tại chỗ đúng như huyền nghĩ trên màn hình vậy mà hiện lên hình ảnh của bà ba chứng tỏ camera không hề bị hư. Trái tim như bị ai đó xuyên vào lồng ngực, nắm chặt lại. Trong mắt ngoại trừ sự sợ hãi thì chẳng có thứ gì khác. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Huyền cầm cái kính cận trên bàn, đi tới cửa muốn quan sát rõ một chút. Vừa thấy rõ được bên ngoài thì trên mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ấy đột nhiên lui ra sợ hãi đến mức bịt chặt miệng để không hét lên. Gã đàn ông kia trong lúc Huyền vừa quay đi đã đến gần cửa nhà của cô ấy hơn một chút. Giờ Huyền mới nhận ra không phải là do cô ấy vô tình mới nhìn thấy gã, mà là gã luôn đi theo phía sau cô ấy. Từng chút, từng chút một thu nhỏ khoảng cách giữa hai người lại. Và điều khiến cô ấy sợ đến muốn hét lên chính là cô ấy có biết về gã đàn ông kia. Đó là người huyền chỉ mới gặp một lần trong đời Nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong cô ấy Vì tất cả tiền tài mà cô ấy đang có Đều là từ gã đàn ông bên ngoài Gã chính là con quỷ ở ngã tư mà Huyền đã triệu hồi Phía bên đây Châu vẫn chưa biết Huyền đang gặp một việc vô cùng kinh khủng Cho nên vẫn đang ở trong nhà đóng vai một người vợ hiền tất bật Chuẩn bị đồ đạc cho Phong Chẳng là trong lúc Châu đang nói chuyện điện thoại bên ngoài Thì Phong nhận được điện thoại từ bệnh viện Nói rằng bạn của anh đã gặp tai nạn xe Đó là người bạn tri kỷ hơn 30 năm của Phong Là bạn tư hồi còn cởi chuồng tắm mưa với nhau Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến bạn của Phong vừa đến bệnh viện Thì được đẩy ngay vào phòng phẫu thuật Bệnh viện không thể liên lạc với người nhà Nên mới gọi cho số điện thoại gần nhất mà cậu ta vừa liên lạc Phong vừa nghe tin thì hồn vía như lên mây. Lúc Châu từ bên ngoài trở về nhà, đã thấy anh hấp tấp thay đồ. Thấy vậy, cô liền nhanh chóng chạy vào giúp anh chuẩn bị hai bộ đồ cầm theo phòng khi cần. Nhìn theo xe của Phong dần khuất sau màn đêm, trong đầu liền nghĩ đến những gì mà Huyền đã nói khi nãy. Đột nhiên Châu nhận ra, ông trời dường như đang muốn giúp mình vậy. Để tiến hành nghi thức triệu hồi kia, Cô cần phải thực hiện lúc 12 giờ đêm. Cô sẽ không thể rời khỏi nhà vào giờ đó nếu như Phong ở nhà. Vì vậy đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất. Bối đang ngủ thì bị sật mình bởi tiếng kêu của Lily. Tưởng rằng mèo con bị đói nên nó rón rén xuống giường, đi đến ngăn tủ bí mật lấy ra một hộp thức ăn nhỏ được nó giấu kỹ bên trong ra. Trước đó vì lo Lily bị đói nên Bối hay cho nó ăn rất nhiều thức ăn khiến nó ăn đến căng bụng mà ói đầy ra sàn. Bởi vậy, Châu đã cấm không để nó cho mèo con ăn nữa. Trước mặt bối ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng phía sau vẫn cố tình cất giấu một hộp thức ăn nhỏ ở ngăn tủ. Bởi vậy mà khi nghe tiếng kêu của Lily, bối đáng nghĩ là nó bị đói nên mới đi lấy hộp thức ăn bản thân đã giấu ra. Theo tiếng kêu của mèo con, bối từ phòng ngủ đi ra phòng khách rồi đi ra sân. Vừa ra đến sân thì nghe tiếng mèo con ré lên một cái rồi dừng Bối cẩn thận vòng ra phía sau Ở bên hiên nhà Phong đã có đặt một cái xích đu mà nó yêu thích Vừa bước qua hiên nhà Bối nhìn thấy Châu đang ngồi xổm ở một góc chăm chú làm gì đó Châu đột nhiên đứng dậy khiến bối giật mình Chạy ngược lại khoảng sân phía trước Theo sau đó là tiếng bước chân có phần gấp gáp của Châu cũng may là trước sân có một đống cạch xây còn sót lại của lần sửa nhà trước nên bố mới tránh thoát được lần này từ chỗ nấp bố nhìn thấy châu cầm trên tay một cái bịch đen đi ra cửa rồi nhanh chóng quay lại nhờ ánh sáng từ ngọn đèn được treo trước cổng bố nhìn thấy trên đôi tay dính đầy máu của châu đang cầm cái gì đó giống như một khúc xương đợi châu đi vào trong bối lén chạy đến chỗ để rác tìm cái bịch đen mà Châu đã cầm theo khi nãy. Vì không đủ chiều cao nên nó phải cố gắng lắm mới lấy được cái bịch ra khỏi thùng rác. Bàn tay nhỏ nhắn chỉ mới chạm qua cái quai sách thôi mà đã dính đầy máu. Dù vậy, bối không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Nó đặt cái bịch xuống chỗ đèn đường, lợi dụng ánh sáng từ đó để nhìn rõ hơn. Miệng bịch vừa được mở ra Thứ bên trong vậy mà lại là xác của Lily. Bối nắm lấy phần gáy của mèo con lên Nhìn chăm chăm vào phần đầu bị đập nát Hình ảnh này nếu để bất kỳ người nào khác nhìn thấy Chắc chắn sẽ bị dọa sợ mất hồn Nhưng bối, người đang trực tiếp cầm cái xác mèo đẫm máu Lại không có bất kỳ phản ứng nào khác thường Nó đặt con mèo xuống đất Tay sở soạn từ trên xuống dưới Cuối cùng chạm phải phần chân mềm nhũn Xương chân của con mèo đã biến mất. Bối trở vào nhà, thông qua bậc thềm bên ngoài leo lên cửa sổ thành công đi vào phòng. Châu có nằm mơ chắc cũng không nghĩ rằng mọi hành động man rợ của mình đã bị Bối nhìn thấy. Cũng không biết rằng đứa con gái bé bỏng của mình có gì đó trông rất khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. 11 giờ 30 phút tối. Châu cầm trên tay một cái hộp cố đi ra bỏ vào cốt của chiếc xe để ngoài sân. Định nhân lúc bối ngủ say mà rời đi. Nhưng cô vừa ra đến cửa thì đã bị tiếng gọi của bối kéo lại. Cô đi tới bảo có việc cần ra ngoài, rồi dỗ dành nó về phòng ngủ. Ngày mai sẽ mua đồ ăn yêu thích cho nó. Bình thường bối rất ngoan, nhưng hôm nay không hiểu vì sao. Nó lại một mực bám lấy cô. Còn nói không có cô thì không đi ngủ. Thấy thời gian đã gần đến, hết cách khuyên nhủ nên Châu đành mang bối cùng đi tới ngã tư mà Huyền đã chỉ. Đêm đen đã bao trùm lên thành phố từ sớm, bầu trời đêm nay chẳng có lấy một đám mây nào, trăng sáng và những ngôi sao cực kỳ lung linh. Sự ồn ào tấp nập buổi sáng đã lùi lại nhường chỗ cho đêm tối tĩnh lặng, nhưng đằng sau sự tĩnh lặng dường như đang báo hiệu cho một cơn giông sắp kéo đến. Bỏ lại những ngọn đèn lấp lánh nơi thành phố phía sau lưng, Châu vô cùng tập trung, dùng hết tốc lực xuyên qua màn đêm chạy đến điểm đích. Nhiệt độ ban đêm và mùa hè xuống rất thấp, khiến cô khẽ rùng mình, trong khi những cơn gió cứ thay phiên nhau thổi đến. Mất hơn 20 phút để chạy đến chỗ ngã tư, xung quanh chẳng có bất kỳ một nhà dân nào. Nếu không nhờ mặt trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, thì chắc so với người mù cô cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Châu đầu sen lại, tay cầm hộp gỗ, dẫm lên lớp đất mềm dưới chân đi đến giữa ngã tư vắng. Bên cạnh, bối ôm chặt con gấu bông màu hồng trong lòng. Bàn tay nhỏ nhắn chỉ nắm đủ ba ngón tay của Châu. Nó ngước mắt lên nhìn cô hỏi. Mẹ ơi, mình tới đây làm gì vậy? Châu ngồi xổm xuống, đặt hộp gỗ qua bên cạnh, tay đặt lên vai nó, dịu dàng nói. Mẹ đến đây để gặp một người người sẽ giúp mẹ hết buồn phiền và mệt mỏi. cho nên bối phải ngoan. dù có nhìn thấy bất kỳ thứ gì cũng không được nói với cha có biết không? bối nghiêng đầu khó hiểu hỏi. sao vậy à? sao không nói cho cha biết? châu giận mất kiên nhẫn nhưng vẫn đáp. vì mẹ không muốn cha phải lo. bối thương cha thì nghe lời mẹ có biết không? vậy phải nói dối cha sao? Cô giáo dạy không được nói dối mà Châu nhíu chặt mày Thở dài một tiếng nặng nề Mẹ không dạy bối nói dối Bố có thấy mẹ nói dối bao giờ chưa Chúng ta chỉ là không cho cha Để ông ấy không mệt mỏi giống mẹ mà thôi Bối gật đầu Mỉm cười đáp Dạ được ạ à. Có được sự đảm bảo của bối Châu cầm hộp cỗ lên Làm theo lời của huyền Là đào một cái hố nhỏ ở chính giữa sau đó bỏ cái hộp gỗ có chứa một nhúm tóc, một tấm hình chân dung của cô và xương chân của con mèo đen vào bên trong hố. Sau khi làm xong thì chỉ cần đọc câu thần chú triệu hồi là được. Cách thức thực hiện quá đơn giản, khiến Châu ban đầu cũng không dám tin tưởng. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải đặt hết niềm tin vào huyền. Thời gian dần trôi, Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ những cơn gió đêm càng ngày càng mạnh. Kéo theo đó là những luồng gió lạnh thổi qua gáy, khiến Châu không nhìn được vòng tay tự ôm lấy mình để sưởi ấm. "Mẹ ơi." Tiếng gọi của Bối khiến Châu giật mình nhìn lại. Dường như Bối đã nhìn thấy gì đó. Nó đưa tay chỉ ra phía sau lưng của cô. Theo hướng chỉ của Bối, châu nhìn thấy một ánh lửa xanh lập lòe xuất hiện trong bóng tối. Rồi sau đó nối tiếp, nối tiếp nhau xuất hiện, tạo thành một con đường ánh sáng vô cùng quỷ dị. Phía cuối con đường ánh sáng kia, một người phụ nữ chậm chậm bước ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện, suy nghĩ trong đầu hiện lên trong đầu châu chính là: Trên đời có thể tồn tại một người như vậy sao? và quý vị thân mến thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây và như thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần khác nhau và chúng ta sẽ cùng được biết xem là nhân vật châu này cùng bé bối sẽ còn phải trải qua cái chuyện gì trong cuộc đời mình vào tối ngày mai và cái kết của câu chuyện này như thế nào À, đọc từ đầu tới bây giờ thì à, chúng ta vẫn chưa thấy được là có quá nhiều những cái yếu tố ma mị kinh dị gì xuất hiện trong cuộc đời của châu nhưng mà nó cũng đang có rất là nhiều những cái điều kỳ lạ và đặc biệt rằng ở phần mà, và chúng ta vừa kết đó, đến là xuất hiện một người phụ nữ rất là lạ và người phụ nữ này là ai và lại như thế nào thì chúng ta sẽ được giải đáp vào tối ngày mai nhé à, cảm ơn tác giả huỳnh thiên hương đã luôn luôn hợp tác với kênh người dẫn đường coi âm và gửi về những câu chuyện rất là hay và theo cái lối viết và cái phong cách của tác giả huỳnh thiên hương thì chúng ta có thể thấy là cái ngôn từ cái văn phong mà tác giả sử dụng ấy nó rất là đa dạng rất là phong phú ngôn từ sử dụng rất là hay à, mang cái yếu tố trừu tượng đôi khi có những câu từ những câu chữ mà chúng ta không nghe kỹ chúng ta sẽ không thể hiểu được ý mà tác giả muốn truyền đạt là gì ở đấy cũng là một cái hay của tác giả huỳnh thiên hương À, ngoài ra thì nội dung của, của tác giả huỳnh thiên hương thì thường là những câu chuyện về đời sống xã hội và kèm theo các yếu tố ma mị nên cho nên à, nó sẽ không có những cái chuyện là quá là khủng khiếp những cái việc là giết chóc nó quá là kinh dị thế nhưng mà thuận thấy rằng những cái câu chuyện của Hình thiên hương nó vẫn có một cái sức hút gì đó rất là kỳ lạ với thuận không biết là quý vị có cảm nhận có suy nghĩ như thế hay không và quý vị nếu theo dõi kênh của người dẫn đường quay âm thì chúng ta cũng biết được là Huỳnh Thiên Hương đã gắn bó với kênh một thời gian rất là dài rồi. Và nói thật là Thuận cũng không làm việc trực tiếp với Huỳnh Thiên Hương mà là do một bộ phận một bạn khác sẽ là người mà sẽ làm việc liên hệ với tác giả để mua lại bản quyền truyện ấy. Thì nên là Thuận cũng không biết là Huỳnh Thiên Hương bao nhiêu tuổi hay là như thế nào tính cách ra sao. Nhưng đọc truyện thì Thuận cảm thấy rằng và Huỳnh Thiên Hương là một người có trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều. À, qua cái ngôn từ, qua cái suy nghĩ, qua cái tư duy của mạch truyện thì có thể thấy được là một người có sự trải đời. Bởi vì những câu chuyện của Thiên Hương kể những cái nhân vật mà Thiên Hương muốn lột tả lại thường là những câu chuyện nó rất là đời và là những người những nhân vật trải qua rất là nhiều những cái biến cố trong cuộc sống thì cũng có thể nói từ đó chúng ta có thể suy luận ra và nghĩ và cảm nhận một chút về tính cách và con người của tác giả là một người khá là có trải đời đấy là thuận cảm nhận như thế hay um, thôi chứ còn không biết đúng hay sai nghe <laughs> huỳnh thiên hương có nghe được những điều thuận nói này thì xác nhận cho thuận biết với và không biết quý vị thì có yêu mến tác giả huỳnh thiên hương hay không và trên kênh thì chúng ta hợp tác với rất là nhiều các tác giả khác nhau um, trước kia thì có một vài người tác giả thì thường là hợp tác một cách thường xuyên luôn có khi một tuần bảy chuyện thì phải đăng đến bốn năm chuyện của người tác giả ba bốn chuyện của người tác giả đó rồi thì quý vị có thể dễ nhớ cái người tác giả đó hơn nhưng mà dần dần thì kênh muốn đa dạng và phong phú hơn nên đã hợp tác với nhiều tác giả khác nhau để quý vị có một cái gọi là cái hệ sinh thái chuyện nó nhiều chủ đề hơn nó nhiều chủ đề này nhiều phong cách chuyện chuyện hơn rồi uh, nó có cái sự mới lạ thì chúng ta nghe sẽ không bị nhàm chán đúng không ạ? Nên là quý vị có thể sẽ khó nhớ tên các người uh, các quý, uh, những người tác giả mà viết trên cái người dẫn đường quay âm. Vì quý vị nhớ tác giả nào và ấn tượng với ai thì có thể bình luận cho thuận được biết với nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2, chính là phần kết của cái câu chuyện này vào buổi tối ngày mai nha chúc quý vị ngủ ngon